Vâng, Quang xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Và hôm nay thì Quang lại tiếp tục làm một cái clip chia sẻ cho mọi người về cái việc mà chúng ta chăm và nuôi dưỡng những cái chú chòe than của chúng ta đang thay lông. Vâng, và thực tế thì như Quang đang nuôi thì đây là một cái chú chòe than truyền bánh tẻ mà Quang đã tự tay đi chọn nuôi từ ngày 29 tháng 7 năm 2020, tức là năm ngoái đó. Đó, và cái chú chòe than này thì lịch sử của nó thì Quang lên trên Điện Biên Quang chọn 7 con chòe truyền và đã đăng cái clip từ năm ngoái đấy ạ. Và Quang giữ lại một cái chú chòe này để nuôi. Đó, đây là cái chú chòe truyền và bắt đầu là mùa này là mùa thay lông thứ hai của nó. Sang năm nay là được 2 lần Quang chăm thay lông. Đấy, một lần chăm thay lông là từ cái lúc nó từ lông báo trở thành cái chú chim trưởng thành, và lần này là lần thứ hai thay lông ở trong lồng. Đấy. Và cái đây là cái con chim con Quang cũng mua lại của người ta thôi. Đấy. Và cái chú chim này thì hiện tại thì đây là lần đầu tiên Quang chăm thay lông. Đấy. Còn đây là cái con chòe con chòe non mà Quang nuôi ngày 8 tháng 4 năm 2020, là năm ngoái đấy. Vâng. Nuôi ngày 8 tháng 4 năm 2020, nuôi năm ngoái. Vâng. Và đến mùa này là mùa bắt đầu mùa thứ hai của nó. Đấy. Và cũng hiện tại cũng đang thay lông toe tua. Đấy. Và đây là hai chú chim con nuôi năm nay, nuôi vụ năm nay, hai chú chim con và cũng đang thay lông và ra lông báo rồi. Đấy. Thế cái quá trình mà chúng ta chăm lông thì làm thế nào để cho nó tốt nhất cho chim của chúng ta? Thế thì cái việc đầu tiên Quang muốn nói rằng là với những cái chú chòe như thế này, là những cái chú chòe mà nó chưa phải là những cái con chim mà nó chơi tốt, thì chúng ta cố gắng là đừng cho chim nó nhìn thấy nhau. Đó. Như các bạn thấy là ba cái chú chim này thì đều đã trưởng thành, nhưng mà Quang bỏ ra đây tắm nắng là đều không nhìn thấy nhau. Bây giờ là Quang hướng dẫn cho cái clip này là cho mọi người, là có những anh em là nuôi rất là nhiều, bởi vì là rất là nhiều anh em mua cái cám chim của Quang ấy. Quang biết là mỗi một lần lấy đến 2-3 ký, mà cứ độ khoảng 2-3 tháng thì lại lấy một lần là 2-3 ký cám để về chăm chim. Nuôi rất là nhiều thì chúng ta cố gắng là khi mà chim nó chưa chơi được ấy, thì chúng ta cố gắng là chúng ta đừng cho chim nó nhìn thấy nhau, thì nó sẽ cảm giác nó sẽ nhàm chán, và đến lúc mà nó có lửa một chút rồi nó nhìn thấy nhau thì nó đấu đá nhau suốt ngày thì nó cũng không lên được lửa. Thế cái việc đầu tiên chăm chú chim thay lông ấy, thì đối với những cái bạn mà nuôi 1-2 con ấy, nhất là 2 con ấy, thì cũng cố gắng là 2 con ở 2 cái tung riêng khác nhau hoàn toàn là cái tốt nhất. Còn mì là hot. Hai cái con chòe mà nó ở hai cái thung riêng hoàn toàn với nhau thì là cái tốt nhất. Vâng, và cái quá trình chăm lông thay lông thì như này này, khi mà cái loài chim nào cũng thế thôi, đến cái thời điểm mà nó rụng lông ấy là cái thời điểm mà chú chim của chúng ta nó yếu nhất, thì đòi hỏi chúng ta phải chăm nuôi dưỡng làm thế nào để nó tốt nhất khi nuôi nhốt ở trong lồng. Đấy. Cái thung riêng tức là gì? Nhiều bạn là mới chơi là chưa nghe hiểu cái từ thung. Cái thung riêng là một cái thung, đại loại là một cái khoảng riêng, một cái địa bàn riêng của một con chim chẳng hạn. Đấy, nó không có một cái con nào động chạm đến nó. Đấy gọi là một cái địa bàn riêng chẳng hạn, nói thế thì các bạn sẽ hiểu. Một cái thung riêng, không có một cái chú chim nào mà cùng cái loài chim đó thì để nó yên tâm, để nó dưỡng để nó thay lông. Đấy. Chứ nếu như mà chúng ta, bây giờ Quang nói ví dụ như chúng ta là một cái người mà chúng ta phải đi dưỡng bệnh chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải ở một cái chỗ nó yên tĩnh, chứ chúng ta không thể nào ở những cái chỗ mà đấy, như Quang đang làm clip thì ở cách vài nhà để đang khoan mới đục đẽo, nó rất là ẩm ĩ, nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì đối với cái con chim thay lông ấy thì mọi người chú ý cho Quang rằng là con chim nó phải được ở một cái chỗ riêng biệt, yên tĩnh, để mà nó không bị một cái áp lực nào đó. Đấy, thì nó mới yên tâm để nó ăn uống, để nó dưỡng, để nó ra một cái bộ lông đẹp. Đấy. Thế cái quan trọng nhất là Quang đã nói cái thung riêng rồi. Thế cái việc thứ hai là việc Quang nói đến cái chế độ chăm sóc hàng ngày.
thì cái con chim mà chúng ta nuôi thay lông ấy thì không thể thiếu cái việc mà chúng ta tắm nắng cho chim hàng ngày vào buổi sáng như thế này. Đấy, khi mà chú chim của chúng ta mà nó ra nó tắm nắng như này thì nó rất là khỏe chim. Đây các bạn thấy là Quang vừa treo ra hàng loạt, và để tiện chờ chim nó tắm nắng thì Quang cũng tiện làm các cái clip cho anh em tham khảo. Đây, cái việc mà tắm nắng chim thì như thế này thì nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng ở trong cái việc mà chúng ta chăm chim thay lông. Đó, cái việc thứ hai nữa là cái việc tắm nước. Thì mọi người nhớ cho Quang một điều rằng như này này, mỗi ngày chúng ta cứ lên cho chim 1 đến 2 lần vào trong cái lồng tắm. Lồng tắm thì chúng ta có thể cho nước vào. Đó, thế cái việc mà con chim của chúng ta nó tắm xuống nó tắm hay không ấy, chúng ta cũng không cần quan trọng lắm. Mà cái việc quan trọng chủ yếu là chúng ta trong cái quá trình mà chú chim của chúng ta nó tắm nước hay nó không tắm, thì cái thời gian đó thì chúng ta nên vệ sinh cái lồng nó sạch sẽ. Các cái lông thay ra các bụi mạt bẩn với các thứ chúng ta nên quét dọn lau chùi sạch sẽ. Là cái đấy là cái tốt nhất ở trong cái quá trình mà chúng ta chăm một cái chú chim. Đấy, cái lồng có sạch sẽ hay không là quan trọng nhất. Đấy, nếu mà chúng ta mà nuôi chim mà chúng ta để lồng bẩn thỉu thì chắc chắn là chú chim của chúng ta nó sẽ phải ngửi cái mùi phân mùi cứt của chúng nó, thì nó sẽ lại không thể nào mà có một cái sức khỏe tốt để cho nó trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng để sau này nó hót cho chúng ta nghe. Đấy, như chú chim này thì đủ nắng rồi. Đấy, chú chim này thì đấy, về cái việc tắm nắng thì Quang sẽ nói thực tế cho các bạn như thế này. Đấy, nếu như những cái chú chim mà nó vẫn cứ giang cánh ra nó tắm nắng như kia, đấy, thì chúng ta vẫn cứ để. Đấy, còn khi nào mà chúng ta thấy chim nó có hiện tượng là nhảy hoảng, nhảy lên nhảy xuống trốn nắng, há mồm không tắm nữa, thì chúng ta nên cất chim nó vào chỗ mát. Đấy, như cái chú chim kia thì Quang nghĩ rằng là nó cũng không chịu được nắng lắm đâu. Thì chúng ta sẽ để như này, một chút vào cái bóng râm như này. Đấy, và một chút thì ra cái nắng như này. Nếu mà nó thích tắm nắng thì nó sẽ ra, còn nếu không thì nó sẽ đưa vào cái bóng râm như kia. Đấy, đây là cái chú chim con thì nó cũng đủ nắng rồi, thì chúng ta nên cho chim nó vào cái chỗ râm mát. Đấy, cũng đang thay lông. Đấy, chú chim Quang nuôi từ non lên. Đấy, cái chú này cũng thế này, há mồm rồi này. Đấy, thế theo cái kinh nghiệm của Quang ấy thì những cái con chim bổi, những con chim bổi ấy thì nó có tuổi lồng hoặc già rừng rồi, nó chịu nắng được tốt hơn những cái chú chim mới. Đấy, như chú này thì cũng đã bắt đầu há mồm. Nó xuống đây thì nó vẫn như này, là nó vẫn tắm này. Đấy, đấy, thì cái việc tắm nắng thì Hoàng thực tế cho mọi người thấy rằng là đấy, nó tùy từng cơ địa của mỗi con và tùy từng con, chứ chúng ta không được nhất thiết là phải là bằng này phút rồi bằng này phút này. Đấy, đừng có nghe người ta nói là phải tắm nóng trong 10-15 phút, bởi vì là có những con nó chịu được, có những con nó không chịu được, cũng như con người chúng ta thôi. Có những người đứng ra nắng chịu được lâu, có những người đứng ra một tí là chóng mày hoa mặt đấy, hoa mắt chẳng hạn. Đấy, thì mọi người chú ý cái điều đó. Cái việc tắm nước thì Quang nói rồi. Về cái vấn đề chế độ mồi tươi, chế độ mồi tươi thì như Quang chăm thì sáng ngày ra thì Quang sẽ dùng những cái con cào cào châu chấu cốm như này để Quang cho ăn. Thế thì chế độ mồi tươi thì Quang nói như này, nó có những cái mồi tươi mà có thể cho trẻ than ăn này, là châu chấu cốm này, cào cào này, dế này, nhộng tằm này, thịt bò này, tép tôm này, trứng kiến này, rồi thì có thể là thạch thùng này, rồi rán này, rán đất này. Đấy là những mồi tươi mà có thể cho trẻ ăn được. Sâu này, đấy, nhưng mà Quang chăm ấy thì những cái mà Quang không cho ăn là con thạch thùng này, con rán này, rán đất này, con sâu này. Đấy là trong cái quá trình chim nó đang thay lông là Quang không cho ăn những cái đó. Nhưng hãn hữu có thể thỉnh thoảng trong vòng 2 cái tháng thay lông có thể thỉnh thoảng bắt được con thạch thùng, thì mình có thể chia cái con thạch thùng đó ra thành nhiều cái miếng nhỏ và chỗ mỗi con một miếng nhỏ. Đấy là Quang có thể dùng cái như thế. Đấy, với cái trứng kiến thì cái clip chim thay lông trước thì Quang quên không nhắc đến cái việc trứng kiến. Thì theo cái trứng kiến thì cũng rất là nhiều người nói là cái trứng kiến nó rất là mát. Đấy, thay lông nó thoát lông ra. Đấy, thì trước đây thì nuôi chim thì làm gì có trứng kiến, những cái năm gần đây thì mới có. Đấy, thì mọi người cứ cân nhắc làm thế nào đấy để cho chim ăn. Đấy, cái mồi tươi thì
mọi người cố gắng là cho chim ăn. Thì như này này, có những đây như con này là trốn nắng rồi này, các bạn thấy nhé, nó chui vào cái bóng râm này đấy. Tắm nắng thì không phải là nhất thiết đâu nhé, mới chỉ khoảng 10 phút thôi nhé. Hiện tại bây giờ ở Hà Nội thì Quang đang làm clip là 7 giờ sáng đấy, nó trốn nắng như này thì thôi nhé đấy. Cái mồi tươi thì mỗi một con nó có những cái khẩu phần khẩu vị ăn khác nhau, và cái ăn nhiều hay ăn ít là cũng mỗi con nó ăn nó khác nhau, thì chúng ta lên cân đong đo đếm từng tí một. Ví dụ như con này mình có thể cho ăn 5 con châu chấu cốm chẳng hạn, hoặc 10 con chúng ta cho nó ăn, làm sao chúng ta để ý cái phân của con chim. Phân của con chim lúc nào nó cũng có cái phân mà thành khuôn là được, có cả tí cám nữa. Đấy, chứ không nhất thiết là chúng ta cho ăn hoàn toàn mồi tươi, bởi vì chim ở ngoài tự nhiên ấy thì nó ăn hoàn toàn bằng mồi tươi. Đấy, làm gì có cám đâu ạ, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi ở ngoài tự nhiên ấy thì nó rất là đề kháng, cái sức đề kháng của nó thích ứng, thích nghi được với cả cái điều kiện ngoài tự nhiên. Nhưng khi chúng ta nuôi nhốt ở trong lồng thì nó chúng ta cho ăn mồi tươi nó không đảm bảo, nó không đầy đủ như ở ngoài tự nhiên, bởi vì có những cái mồi tươi mà chúng ta không thể nào mà chúng ta bắt cho chim ăn được, mà có những cái mồi tươi mà ở ngoài tự nhiên chúng ta cũng không biết được là con chim nó ăn những cái gì mà nó cần những cái gì. Ở ngoài tự nhiên thì theo Quang ấy thì con chim nó vớ được cái gì thì nó ăn cái đấy, nhưng nó biết điều hòa cái cơ thể nó. Ví dụ nó có thể nó bắt một con thành thùng nó ăn, nhưng mà sau đó thì nó lại ăn một con giun đất chẳng hạn, nó tự